Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam khởi tố Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, Cục trưởng Cục lãnh sự cùng 3 người tại Bộ Ngoại giao đã bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước. Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam vừa cho báo chí biết bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, Cục trưởng Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao, cùng 3 người tại Bộ Ngoại giao đã bị bắt giữ. Thông tin ban đầu vào ngày 28 tháng 1 nói đây là vụ án có liên quan tố cáo nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước mà Việt Nam gọi là giải cứu. Đây là hình ảnh các dư luận viên thường xuyên tô vẽ các chuyến bay giải cứu công dân theo kiểu bay thẳng vào tâm dịch để giải cứu công dân. Tuy nhiên, thực tế, tất cả đều là những chuyến bay trục lợi với giá vé đắt gấp 5-10 lần so với bình thường. Nếu tính hết 200.000 người giải cứu theo kiểu này, thì các chuyến bay giải cứu cùng với nhóm liên quan đã thu lợi được 200 triệu đô la, tức là khoảng 4.600 tỷ đồng. Trang web của Bộ Công an Việt Nam đăng thông báo và nói rằng hiện tại vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm trước pháp luật. Cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an thông báo để các cá nhân, đơn vị có liên quan biết, chủ động liên hệ làm việc. Trung tướng Tô Ân Sô được trang web Việt Nam Express dẫn lời bà Lan bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam trong vụ án nhận hối lộ. Cùng tội danh xảy ra vụ việc khởi tố tạm giam ba ông Đỗ Hoàng Tùng, 42 tuổi, Phó Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Lê Tuấn Anh, 40 tuổi, Chánh văn phòng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và Lưu Tuấn Dũng, 35 tuổi. Phó phòng bảo hộ công dân Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Trang Việt Nam Express tường thuật, theo ông Sô, các bị can này bị cáo buộc có hành vi trục lợi cá nhân khi xét duyệt cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Hiện sai phạm cụ thể chưa được Bộ Công an công bố. Tờ báo của Công an Việt Nam thì nói rằng các đối tượng nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân. Còn báo Tuổi Trẻ vào ngày 28 tháng 1 đưa tin, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan an ninh điều tra đã tống đạt các quyết định và lệnh nêu trên, đồng thời thực hiện khám xét nơi làm việc của các bị can. Mới hôm 19 tháng 1, Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan còn có buổi gặp để trao giấy chấp nhận lãnh sự cho bà Arina Fedora, Tổng lãnh sự mới của Cộng hòa Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự. Trục lợi trên chuyến bay giải cứu sẽ được trừng trị. Gần đây, chính phủ Việt Nam nói về hành vi trục lợi thay đổi tính chất nhân đạo của các chuyến bay giải cứu. Thông điệp được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra vào ngày 20 tháng 1 trong cuộc họp báo đầu năm 2022. Bà Lê Thị Thu Hằng phản hồi lại câu hỏi của phóng viên báo Dân Việt về thực trạng người Việt về nước theo các chuyến bay giải cứu phải trả số tiền rất lớn, thủ tục khó khăn, được truyền thông đưa tin và những đề xuất thanh tra, điều tra có hay không để trục lợi từ các chuyến bay giải cứu. Chủ trương đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu và hoàn cảnh khó khăn về nước là chủ trương đúng đắn và nhân đạo của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Điều này cần đặt trong bối cảnh trong nước có những thời điểm hết sức khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Trong quá trình triển khai đưa công dân về nước, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân có nhu cầu về nước đăng tải công khai minh bạch thông tin và các điều kiện hồ sơ thủ tục đăng ký tên trên trang web chính thức và mạng xã hội. Để tránh công dân bị lừa đảo, bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản, Bộ Ngoại giao đã khuyến cáo công dân không liên hệ với những cá nhân, tổ chức, các trang thông tin không rõ tính danh, không chính thống, không làm việc qua bất cứ hình thức môi giới trung gian nào. Bà Hằng nói tiếp, quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, những hành vi trục lợi, tiêu cực, thay đổi tính chất nhân đạo của các chuyến bay giải cứu cần bị lên án trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói tiếp. Đây là hình ảnh, 4 bị can gồm bà Nguyễn Thị Hương Lan, sinh năm 1974, quê Hà Nội, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, ông Đỗ Hoàng Tùng, sinh năm 1980, sống tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, ông Lê Tuấn Anh, sinh năm 1982, quê Hưng Yên, Chính văn phòng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, và ông Lưu Tuấn Dũng, sinh năm 1987,
sống tại Hà Nội, Phó phòng bảo hộ công dân, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đưa ra bình luận như sau: Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và Đỗ Hoàng Tùng đang giữ chức Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Hai kẻ này là một hai trong bốn kẻ và bị Bộ Công an Việt Nam khởi tố và bị tạm giam vì liên quan đến việc nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi dưới danh nghĩa chuyến bay giải cứu. Trong thời gian dịch bệnh, Bộ Ngoại giao đã cấp duyệt khoảng 800 chuyến bay để giải cứu với giá cắt cổ. Như chúng ta đã biết, mới đây, nhiều người Việt phải bay về ngả qua Campuchia rồi về đường bộ vào Việt Nam cho tiết kiệm. Vé bay từ Mỹ về Campuchia là 850 đô, vé từ Campuchia về Việt Nam là 280 đô, tổng cộng chỉ có 1.000 đô. Thế nhưng, những chuyến bay giải cứu có giá hơn 5.000 đô la, người ta phải trả giá đắt gấp 5 lần. Và trong 2 năm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chấn lột của người dân biết bao nhiêu trong hàng trăm chuyến bay gọi là giải cứu. Đây là hình ảnh bài phóng sự trên tạp chí Canada với tựa đề Việt Kiều về nước qua ngã phố Campuchia vì chuyến bay giải cứu đắt cắt cổ. Những chuyến bay gọi là ngạo nghễ hoặc là giải cứu được tuyên giáo ca ngợi trong những năm dịch vừa qua, cũng như Bò Đỏ hay dư luận viên Việt Nam ca ngợi suốt ngày vì sự quan tâm của Đảng, giờ đây không biết sẽ nói gì. Còn ca ngợi Đảng ta vĩ đại, quang vinh nữa hay không? Vì làm gì có chuyến bay giải cứu nào, toàn những chuyến bay chấn lột dân ta. Đấy là sự tàn bạo và vô nhân đạo của người Cộng sản, trong khi các quốc gia khác đều hồi hương âm thầm công dân của họ về và sốt sắng đưa hết công dân của mình đang ở nước ngoài về, thì Việt Nam đã chặt chém đồng bào của mình không thương tiếc. Mà với những chuyến bay giá trên trời như thế, liệu có mấy người có đủ tiền để về? Tôi nhớ có những người cũng đã từng có thời gian công dân Việt Nam kêu cứu nhiều nơi như Qatar, Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, Uzbekistan, vân vân. Họ cầm bảng lên với sự thống thiết xin nhà nước Việt Nam đoái hoài tới họ để đem họ về vì đói, vì dịch bệnh. Nhưng tiếng kêu cứu ấy, chính phủ gần như ngó lơ và không hề hay biết sự hiện diện của họ. Mặc dù tiền gửi về thì chính phủ rất hoan nghênh. Đây là sự tàn độc và man dợ của một chính phủ bất nhân khi chấn lột những người có tiền mới đem họ về và mặc kệ những người lao động nghèo, khổ đang cầu cứu. Khi những chuyến bay gọi là giải cứu thì tuyên giáo lại tung hô ca ngợi Đảng, nhà nước vĩ đại. Nguyễn Thị Hương Lan hay còn gọi là Lan Giao, Lan làm ở Tổng lãnh sự Bộ Ngoại giao, Lan là đảng viên Đảng Cộng sản ưu tú, vừa mới được Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen vì có công đưa người Việt Nam hồi hương trên những chuyến bay giải cứu. Lan suốt ngày chửi Mỹ và phương Tây, nhưng có hai con thì Lan lại gửi sang Tây du học cả rồi. Lan cũng có nhà ở bên Tây luôn. Đây là hình ảnh những chuyến bay giải cứu độc quyền với giá cắt cổ có sự tiếp tay chia chác của nhóm công chức của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Lan này không phải là người yêu của Điệp nên không thích đi tu mà thích đi tù. Tối qua, Lan bị bế đi cùng ba đồng chí chí của mình, lý do đã ký duyệt cho hàng trăm chuyến bay gọi là giải cứu, đem 200.000 người về nước, nhưng Lan áp phe với hãng bay và hàng không Việt Nam Airlines để chấn lột của công dân Việt Nam hơn 60 nước. Người ta tính ra con số 200.000 người đem về đã bị Lan và những người cộng sản đồng chí của Lan ép khách mua vé máy bay gấp 4-5 lần, có thời điểm cao gấp 8 lần. Vì thế, tính trung bình mỗi vé, Lan và những người đồng chí kiếm được 1.000 đô, đem nhân cho 200.000 thì đã kiếm được 200 triệu đô la. Đút tiền nhiều là thế, còn được Bò Đỏ tuyên giáo tung hô là nhân đạo thì mấy ai bằng Lan. Lợi dụng dịch bệnh mà ăn không chừa thứ gì, ăn cho dân khốc hại, ăn một cách tàn bạo như thế thì chỉ có người cộng sản mới làm được. Vì trên thế giới làm gì có quốc gia nào vô nhân đạo như thế, làm gì có quốc gia nào quan chức ngoại giao bị sổ khám vì hối lộ kiểu này. Chỉ có những người kinh qua lý luận cách mạng vô sản mới đủ dũng cảm, vứt nhân tính mà làm chuyện bất nhân như thế. Lan chỉ làm cho mọi người coi một lần thôi, không có lần sau đâu. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc vu vạ ngư dân Việt Nam cướp tàu cá nước khác ở Biển Đông. Miệng Nam Mô, bụng một bồ dao găm. Mới đây,
trong một diễn biến trực tuyến do Đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines và một nhóm vận động địa phương tổ chức ở thủ đô Manila, Philippines vào ngày 17 tháng 1. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này sẽ không dùng sức mạnh để bắt nạt các nước láng giềng, nhấn mạnh sẽ giải quyết bất đồng ở Biển Đông một cách hòa bình. Ông này nói rằng việc chỉ chú trọng vào tuyên bố chủ quyền của một bên và áp đặt ý chí của mình lên những bên khác không phải cách mà các nước láng giềng đối xử với nhau. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Điều này đi ngược lại triết lý phương Đông về sự hòa hợp giữa con người. Với Philippines, ông mong muốn hai bên có thể giải quyết hợp lý các vấn đề dựa trên tinh thần thiện chí và thực tế, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ không sử dụng sức mạnh của mình để chèn ép các nước nhỏ hơn. Tuyên bố này của Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra chỉ sau vài ngày khi Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 12 tháng 1 đã công bố một báo cáo trong đó đưa ra những lập luận pháp lý bác bỏ các yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi nước này ngừng các hoạt động cưỡng ép và bất hợp pháp ở khu vực. Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt với báo cáo này. Với tuyên bố của ông Vương Nghị, liệu Trung Quốc có thay đổi quan điểm hay không là câu hỏi được đặt ra, hay đơn thuần đây chỉ là một động thái lừa phỉnh để trấn an các nước ở Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Có rất nhiều hành động của Trung Quốc gần đây đã cho thấy những lời nói trên của ông Vương Nghị không thể tin được. Từ đường chín đoạn cho đến tứ xà, báo chí mới đây cũng dẫn lời Ngoại trưởng Malaysia phát biểu vào hồi tuần trước lưu ý rằng Bắc Kinh hiện không nhắc đến đường chín đoạn mà tập trung nhiều hơn để biện minh về cái gọi là tứ xà. Ông Abdullah nói rằng các nước ASEAN cũng đã nhận ra sự thay đổi này trong cách lập luận của Bắc Kinh và yêu sách này thậm chí nguy hiểm hơn yêu sách cũ. Khu vực mà Trung Quốc gọi là tứ xà là bốn nhóm đảo ở Biển Đông mà Bắc Kinh nói là họ có quyền lịch sử đối với nhóm đảo này, gồm Đông Sa và quần đảo Hoàng Sa và khu vực bãi ngầm MacArthur và quần đảo Trường Sa. Còn yêu sách mà Bắc Kinh có thể đang muốn làm lu mờ yêu sách đường chín đoạn là một đường hình chữ U bao quanh hầu hết Biển Đông mà Trung Quốc lâu nay vẫn và đang sử dụng để đòi hỏi và tuyên bố yêu sách chủ quyền của họ trên vùng biển tranh chấp này. Đây là hình ảnh vào năm 2014, Trung Quốc đem giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động ở Biển Đông, thách thức chủ quyền của Việt Nam. Như chúng ta đã thấy, sự lươn lẹo của Trung Quốc đối với các vấn đề chủ quyền ở Biển Đông ra sao? Các hành động đe dọa vẫn đang tiếp diễn. Ông Vương Nghị nói rất hay, nhưng mà người ta vẫn chưa dễ quên được khi mà chỉ chưa đầy 2 tháng trước, Trung Quốc còn phái 3 tàu hải cảnh phun vòi rồng và buộc 2 tàu tiếp tế dân sự của Philippines phải quay đầu lại bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa. Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc vào ngày 19 tháng 1 lại đưa tin các lực lượng thuộc chiến khu miền Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA vừa tiến hành tập trận huấn luyện bắn đạn thật ở Biển Đông. Các hành động hung hăng đe dọa các quốc gia nhỏ, chủ yếu khác ở Biển Đông luôn xảy ra như vậy, mà ông Vương Nghị nói chuyện đạo lý, liệu nghe có được hay không? Và vu vạ cho dân quân biển Việt Nam. Cách đây không lâu, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc vào ngày 7 tháng 1 đăng bài của Ding Zhu, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc gia Trung Quốc về biển Hoa Nam, tức là Biển Đông, phân tích về lực lượng tàu đánh cá vũ trang của Việt Nam với chiến thuật du kích nhằm chống lại lực lượng Trung Quốc trên biển. Tác giả bài báo viết rằng các ngư dân từ Trung Quốc, Malaysia và Indonesia cho biết họ đã bị các tàu đánh cá nước ngoài cướp và đe dọa ở Biển Đông trong những năm gần đây. Hơn chục thuyền viên trẻ trên những tàu đánh cá dị thường này có thể nói thông thạo tiếng Việt và họ cũng được trang bị vũ khí hạng nhẹ như súng lục và súng tiểu liên. Đây là hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tham gia tập trận ở Biển Đông. Theo mô tả của các ngư dân, các nước, những tàu đánh cá vũ trang này rất có thể là lực lượng dân quân biển của Việt Nam. Trong hơn một thập kỷ, Việt Nam đã sử dụng nguồn nhân lực và vật lực rất lớn để phát triển lực lượng dân quân biển. Lực lượng dân quân biển đóng vai trò là con mắt của Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam, thậm chí còn tham gia các cuộc đối đầu trên biển. Không chỉ chèn ép mà còn đe dọa trực tiếp đến các hoạt động an toàn của tàu cá và tàu chấp pháp Trung Quốc. Cái kiểu vù vạ ngậm máu phun người này của Trung Quốc, người dân thế giới cũng không có gì lạ. Khoản 1 điều 2 của luật dân quân tự vệ năm 2019 của Việt Nam quy định rõ,
dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, gọi là tự vệ. Khoản 5 điều 2 luật dân quân tự vệ định nghĩa rằng dân quân tự vệ biển là lực lượng làm nhiệm vụ trên các hải đảo ở vùng biển Việt Nam. Như vậy, ta có thể thấy mục đích tiêu lớn nhất của các lực lượng dân quân biển Việt Nam là lực lượng tại chỗ để tích cực tham gia các hoạt động phòng tránh, giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai. Hình ảnh lực lượng dân quân biển tự vệ Việt Nam. Ngoài ra, do thực tế tình hình các ngư dân Việt Nam vẫn còn có các hoạt động đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền ở nước ngoài, dẫn đến nhiều hệ lụy về pháp lý quốc tế, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế biển của Việt Nam. Do đó, lực lượng dân quân tự vệ biển còn có nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật về chủ quyền quốc gia, về tuân thủ các điều luật quốc gia và quốc tế, giữ gìn vùng biển và hải đảo hòa bình, ổn định và phát triển. Thêm nữa, tùy theo vị trí chiến lược và tầm quan trọng của cơ sở sản xuất, khai thác tài nguyên biển mà các đơn vị dân quân tự vệ được trang bị các loại vũ khí khí tài phù hợp, được huấn luyện kỹ chiến thuật thích hợp để phối hợp với hải quân của Việt Nam sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tích cực bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong một lần trả lời báo chí, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương từ Việt Nam cho biết, dân quân biển của Việt Nam phần lớn là ngư dân bản địa, hàng ngày vẫn đi đánh cá, ít được huấn luyện, chỉ được hưởng phụ cấp, không có lương, và hầu hết tàu cá của Việt Nam chỉ là tàu vỏ gỗ, chủ yếu đánh bắt gần bờ. Trong khi tàu dân quân biển Trung Quốc đều là tàu vỏ thép, được trang bị thiết bị vệ tinh, có thể đi xa bờ dài ngày và có khả năng chịu va chạm tốt. Như vậy là chúng ta thấy sự khác nhau rõ rệt giữa dân quân biển Việt Nam và dân quân biển của Trung Quốc. Đây là hình ảnh dân quân biển Trung Quốc. Dân quân biển Trung Quốc là công cụ của nhà nước sử dụng chiến thuật vùng xám để đi gây hấn, xâm chiếm, cưỡng bức, đe dọa tại các vùng biển của các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Còn dân quân biển Việt Nam chỉ hoạt động ở vùng biển của Việt Nam, chủ yếu là hoạt động đánh bắt trên biển và hỗ trợ ngư dân. Chính vì vậy, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho rằng thông tin từ tờ báo China Daily là thông tin không đúng sự thật và Việt Nam hoàn toàn bác bỏ. Và cứ như thế, cuộc giằng co trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc không biết bao giờ dừng.